Sau thành công của khóa đầu tiên, sáng nay Liên đoàn bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh đã khai giảng khóa 2 lớp huấn luyện viên bóng đá cộng đồng Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 nhằm nâng cao chất lượng của bóng đá phong trào của cả nước. Lớp học do Liên đoàn bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức với giáo án và 3 giảng viên đều thuộc Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Khóa huấn luyện đem đến những kiến thức chuyên sâu về bóng đá cộng đồng, cách thức lập kế hoạch, nội dung và phương pháp giảng dạy. Qua khóa học, các học viên cũng sẽ được cung cấp các kiến thức về đặc điểm phát triển tâm sinh lý của trẻ em theo từng giai đoạn độ tuổi. Từ đó, các học viên có thể ứng dụng để giảng dạy tại các trung tâm đào tạo bóng đá cộng đồng, bóng đá năng khiếu trên địa bàn thành phố. Trước hết là chúng ta cập nhật những cái kiến thức về chuyên môn bóng đá, về giảng dạy bóng đá cho các em ở lứa tuổi từ 6 đến 15 cho lực lượng huấn luyện viên, để trên cơ sở này là các bạn sẽ trở về cơ sở của mình để mà tổ chức hướng dẫn tập luyện cho các em một cách nó có khoa học, nó có bài bản và nó có hiệu quả. Khóa học diễn ra trong vòng một tuần, bắt đầu từ hôm nay đến ngày 27 tháng 7 với 58 tiết học, trong đó có 30 tiết lý thuyết và 28 tiết thực hành. Sau khóa học, 25 học viên tham dự nếu đạt yêu cầu sẽ được cung cấp chứng chỉ huấn luyện viên bóng đá cộng đồng.